quy đốc ta mạng sang khệ vô khá lý tổ đô sô sang khổ ca ma tu tăng ma mạng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vi phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Yo bana thamma nu thamma patipanno viharati sambe iti patipanno nu thammacari so tathagatang sang karo ti karo karo ti mane ti puje ti parabhaya ya puja ya patipan ta puja ya để là người Phật chân chân thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Sa bà ba ba sa ca năng cô sa la su sam ba da sa tích đà pha ri yô đà pha năng nê tăng bú ta hai na sa sa năng. Không làm điều ác thành tựu hạnh lành tâm ý ba đời Phật dạy. Thân tì bác mạng tập bồ thí tích thà niệm ba năng bác mạng quá thân thí bù thà nây bọc bà chí tô bà rù bà khá tì sà mạ nô hô thí bà răng quý hê thà danh tô. Nhẫn nại pháp thiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng chư Phật dạy như vậy. Anu bác hoa đô, anu bác khá tô, bác ba dị mô tê chá sang quá rô mạc tân nhu ta chá phát tạc mênh phân tân chá sa dân á sa năng. Adi chí tê chá á yô vô ê tăng bù tá hai ná sa sa năng. Xuất gia không mộng, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân. Nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, tích trú xứ an tịnh, chuyên chủ hướng thượng tâm, tin lời chư Phật dạy. Sittiya chanaka tha sit thamman tu sit thamman tu sit thamma tu idam phalang etasmin datanata yasmin sambasai danache. Đa số cầu xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thấm mọi điều, lâm vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con quy tụ đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cu sa la cấm măng kết tắp bằng kí ri văn ma ma ca về na hoa cha ma na sa ti đa xê su ga tăng ca tăng về sạch ta sanh nhi nô ạt thi về cha sạch ta a sanh nhi nô ca tăng bùn nhã pha lăng mây hằng sập bề pha ghi pha hoàn tu tê về tăng ca tăng tu quy đi tăng định năng bùn nhã pha lằng ma già về cha ta ta na cha nan ti đề hòa gần tòa ni huệ đa dùng sập bề lô cầm hi về sạch ta trì hoàn ta hà ra hệ tu ca ma nhuận năng phù cha năng sập bề la phàn tu ma ma về tác xa tí. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà. Chữ thiên phạm thiên cũng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu.
Bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đến hầu mặt ngay con người làm phước được rạy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng. Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cúng dường, qua thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Y đăng qua ta mê buồn nhăn a sa quắc kha gia qua hàng hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền quy giới cho đạo chúng con. Con cũng xin cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng với con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới ạ. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin dâng mic cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Thầy tiên cái lễ chư tôn thì đức tăng trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tụ nữ. Kính chào chư thiền nam tín nữ, thiền thủ chư sư. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 207. Và trước khi bước vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ông Đức Thành Bảo. Tathāgata Sāvandāmi Buddho Mahesi Arahaṁ Tathāgato Lokottamo Sabbagaruhicetthako Lokassasathāya Cana Dhammako Vido Vandāmahantaṁ Narappu Cana Yattaṁ Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu. Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sinh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trôi Trăng Tôi Thượng Giáo Chủ Chuyên Năng Vô Lượng Tư Đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô vá đi bồ vi gia tá sá sá thú nô lô ca nó mạnh thá sâu nà ká vô cổ sá vá nhu bút tháp bá tí phù tí sân nhá tô vành đà má hành tăng ná rá tù. Cái này giá cần pháp bảo quý như ánh vàng, như là trời sáng vạt màng vô minh, phá tan lòng đạt dũng sinh, đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý sư khô chú gác tác sát xà quốc khô sức khà chú ca mô quá gác thòng má sức khá khô niềm đà bác sân xà đi an nà đá rù quá rù hoành đà má hành tăng đá rạc phù. Cha này giá cần thân bảo tinh vân Phật Đà ta mọc môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể phá phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Phát thần áp tây giá tê chê nó sẽ khà mê tu quá tha năng ta xà bi à nú phà về nó sẽ hạ xà dê nó sẽ chật tốt cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 207. Câu đầu tiên, ba la sang gata cha vi hi, ba la sang gata cha vi hi, ba la sang gata cha vi hi. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ ha, ba la sang gata cha vi là một và chi hi là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này.
Ba la sang ga ta cha ri. Ba la sang ga ta cha ri. À, cái từ này nó bao gồm cả ba từ trong đó. Từ thứ nhất là ba la, từ thứ hai là sang ga ta, và từ thứ ba là cha ri. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từng từ. Chữ ba la, đây là một danh từ nam tính. Akaranta pumlinga. Ba la có nghĩa là kẻ ngu. Ba la, kẻ ngu. Từ thứ hai, sangata. Chữ sangata chúng ta thấy tiếp từ nữ sang ở phía trước, có nghĩa là hoàn toàn cùng. Và chữ gata đó là một quá khứ phân từ của động từ gacchati là đi. Vậy thì sangata ở đây có nghĩa là đã đi đến. Đã đi đến. Hoặc là cùng đi đến. Cùng nhau đi đến ha. Cùng đi đến. Và từ thứ ba, cha ri. Cha ri đây là một danh tính từ. Do cái động từ cha ri, cha và tỷ là đi bộ. Tiếp đầu ngữ y này, cha và tỷ tiếp đầu ngữ y này có nghĩa là một sở hữu cách. Một sở hữu cách. Thì cha ri, người có sự sinh hoạt, người có sự sinh sống, người có sự hành động. Chữ cha ri, người có sự sinh hoạt, người có sự sinh sống, người có sự hành động. Vậy thì ba từ này nó đi chung với nhau. Cha ri ở đây nó được đứng trong cái dạng chủ cấp. Mà tham án câu với cha na quỳ phát tí thì nó biến thành cha ri nha. Thật ra nó là động từ cha ra tí, nhưng mà nó qua bên cái danh tĩnh từ nha. Danh tĩnh từ thì đây ba la sang gà ta cha ri, người có sự sinh hoạt gần gũi cùng nhau với cả ngũ. Người có sự sinh hoạt cùng nhau với kẻ ngu. Ý nghĩa cái chữ và là sangata cha ri, người có sự sinh hoạt cùng với kẻ ngu, người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu. Rồi cái từ đầu tiên như vậy chúng ta đã biết ý nghĩa ha. Còn cái từ thứ hai, hí có nghĩa là đúng vậy, đúng vậy. Vậy thì câu này đúng vậy, người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu, hoặc là người có sự sinh sống với cùng nhau với kẻ ngu. Tức là chúng ta để chữ đúng vậy ở trước và chữ ba là sang gà tạ cha ri ở phía sau. Rồi đó là ý nghĩa câu đầu tiên. Bây giờ chúng ta đến câu số 2. Đi khá mắt thà na sô chá tí. Đi khá mắt thà na sô chá tí. Đi khá mắt thà na sô chá tí. Câu số 2 chúng ta có hai từ. Đi khá mắt thà na là một, sô chá tí là hai. Chữ đi khá mắt thà na
do cái từ đi khăn cộng với Atthana, đi khăn cộng với Atthana, tức là do hai từ gộp lại. Chỉ đi khăn do cái từ đi khá, đi khá là một tỉnh từ nam tính, Akrantapundunga. Và ở đây cái từ đi khá này được chia theo đối các số ít. Dutiya Vipatti Ekavachana, cho nên chữ đi khá biến thành đi khăn. Đi khăn là lâu dài, đi khăn là lâu dài. Rồi cái từ Atthana ở phía sau, Atthana do cái từ Attha, Attha đó là một danh từ nam tính, Akranta Pumlinga. Nhưng mà cái từ Attha này Attha này được chia theo đối cách số nhiều ha. Ồ không phải, Atthana nó coi Atthana nó chia theo cái lối gì đây. Chạy nó mất tiêu rồi, nó quá quên rồi. Trong tám cách chia, trong tám cách chia, cách chia thứ nhất số ít là O, số nhiều là A. Cách chia thứ hai đối cách, số ít là ăn, số nhiều là E. Cách chia thứ ba Tatiya, số ít thì E na, số nhiều thì e hi e pi. Cách chia thứ tư chatati sa a ya asa, số nhiều là a năng. Cách chia thứ năm bên chậm mi, số ít là a am ha asma, mà số nhiều là e hi e pi. Sở hữu cách, cách chia thứ sáu số ít là asa, Asa số nhiều là A năng, số nhiều là A năng. Ở đây nó là A ná. Và định sơ cấp cái chia thứ bảy, số ít là E am hi asmin, số nhiều là E hi E su. Vô cách cái chia thứ tám A la bằng ngã, số ít là A A, số nhiều là A. Thì ở đây Atthana, Attha, Attha, Attha nó biến thành Atthana, không biết nó làm cách nào đây. Thôi để đó, từ từ đi tìm sao. Bathama bahuvachana ha, dẫn gọi. Bathama số ít nó là ô, số nhiều nó là a. Số ít là, số ít là ô, số nhiều là a. Đây là a na, Attha na. Bây giờ cái từ a na nè tìm chưa ra nè, thôi để đó từ từ rồi tìm. Su cho a là sao? Không phải đâu, nó đứng cái dạng ở đây, cái dạng nó ở đây, Atthana nó ở trong sách thì nó đối cách số ít, nhưng mà đối cách số ít của nó không phải là vậy. Đối cách số ít đối tỷ gia có nghĩa là ăn, số nhiều là e. Cái này từ từ tính sao cho xù chỗ này ha. Đi khám Atthana, đi khám Atthana tức là độ dài của thời gian, sự lâu dài của thời gian. Ý nghĩa của từ này cái độ dài của thời gian, dài
cái từ tiếp theo. Từ tiếp theo là Sojati. Sojati, đây là một động từ số ít. Một động từ số ít, bị sầu muộn, sầu khổ, hay là người mà nước mắt chảy xuống, gọi là Sojati, người khóc á. Người nào mà khóc á thì gọi là Sojati. Rồi sầu muộn, sầu khổ, khóc than, đó là Sojati. Vậy thì số 2 này có nghĩa là sao đấy? Khó quá ha. Câu số 2, câu số 2 à, bị sầu muộn lâu dài à, bị sầu muộn lâu dài. À, như vậy thì chúng ta câu thứ nhất, câu thứ nhì ha, bí ở chỗ a ná này này. Rồi để đó từ nghiên cứu sao ha. Rồi bây giờ câu số 3 à, câu số 3 à, đúc khô ba lê hi sang qua rô sô à, đúc khô ba lê hi sang qua sô, đúc khô ba lê hi sang qua sô. Câu số 3 có 3 từ, đúc khô là 1, ba lê hi là 2, sang qua sô là 3. Bây giờ tìm hiểu ý nghĩa của ba từ này. Chữ đúc khô do cái từ đúc cá ha, nhưng mà ở đây được đứng làm chủ từ cho nó. Đúc khá biến thành đúc khô. Đúc khô là sự đau khổ à, sự đau khổ. Rồi cái từ ba lê hi, ba lê hi từ thứ hai à, có nghĩa cái từ ba lê hi này do cái từ ba la. Ba la là một danh từ nam tính, ác ranh thấp phung linh gã. Và ba lá này được chia theo sử dụng cách à, sử dụng cách số nhiều à, sử dụng cách số ít à, số nhiều à, số nhiều là hi epi à. Vậy thì ba lá biến thành ba lê hi hoặc là ba lê phi cũng giống nhau ha. Đó là cách chia thứ ba, ta tỷ gia quỷ phát tí bà hu quá trần á. Ba lê hi là với những kẻ ngu à, ba lê hi với những kẻ ngu, với những kẻ ngu là sang qua sô. Sang qua sô hình như đã học rồi à, chỉ sang qua sô, chỉ sang là một tiếp đồng ngữ này, cùng hoàn toàn. Chữ qua xô qua xá, qua xô qua xá nó là một danh từ nam tính này, ác văn tập phung linh gá. Nhưng mà chữ qua xá ở đây nó đứng làm chủ từ số ít à, bà thầm án cơ quá chá má quỷ pháp tí, cho nên qua xá biến thành qua xô. Sân qua xô có nghĩa là sự sống chung, hay là cái việc thân cận, sự sống chung hay là cái việc thân cận. Rồi, như vậy thì câu số 3 này cho chúng ta ý nghĩa sự sống chung với những kẻ ngu là khổ. Sự sống chung với những kẻ ngu là khổ sở, khổ đau. Rồi, đó là câu số 3 ha. Bây giờ đến câu số 4. Amitene Vasabhada
amitene vasap bada amitene vasap bada. Câu số 4 cũng có từ amitene va là một, sap bada là hai. Cái từ amitene va, amitene va, ở đây chúng ta thấy tiếp đầu ngữ á ở phía trước, á ở phía trước có nghĩa là không ha. Và chữ mitte, mitte do cái từ mitta, mà mitta nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga, mitta là bạn bè, mitta là bạn bè. Rồi thêm ở sau e quá, e quá, e quá ở đây ví như ha, ví như tự như. Vậy thì ở đây amitene quá là với, không phải là bạn, tất cả là kẻ thù rồi gì nữa ha. Mitta là bạn bè mà không phải bạn, có chị A chứ. Thì chúng ta hiểu amitene quá là ví như sống với kẻ thù, ví như với kẻ thù, ví như với kẻ thù, không phải bạn bè thân hữu thì là thù địch với nhau, bởi vì có chị A. Rồi giữ sabada, đây là một trạng từ có nghĩa là luôn luôn thường thường, luôn luôn thường thường. Vậy thì ở đây amitene vasabada cho chúng ta một ý nghĩa ví như luôn luôn sống với kẻ thù, ví như luôn luôn sống với kẻ thù. Cái từ một chữ bạn bè mà có chữ á phía trước là hết bạn, thành ra kẻ địch rồi. Như vậy là xong câu số 4 ha. Bây giờ câu thứ 5, thi rô chát, thi rô chát su khá tăng hoa sổ, thi rô chát su khá tăng hoa sổ, thi rô chát su khá tăng hoa sổ. Tăng hoa sổ, một cái đọc tăng hoa rô hoa. Như vậy thì câu số 5 này tới 4 từ ha. Thi rô là 1, chát là 2, rồi su khá tăng hoa sổ là 4, là 3 chứ. Hồi nãy đọc tới 4 từ, nhưng mà su khá tăng hoa sổ là 1 từ, chứ không có chia ra. Chia thì mình phải chia rẽ, không được. Chữ thi rô là bậc trí, do cái từ thi ra ha. Thi rô là bậc trí. Chá là và. Bậc trí và bậc trí su khá sang hoa sổ, su khá sang hoa sổ. Chữ su khá ở đây nó là một trạng từ, một tính từ chứ, có nghĩa là hạnh phúc vui vẻ. Mà sang hoa sổ, hoa xa có nghĩa là việc sống chung, việc thân cận, việc thân cận, việc sống chung. Thì như vậy su khá sang hoa sổ ở đây có nghĩa là có sự sống chung an lạc, có sự sống chung an lạc.
Sukha sang va so sukha bhukhi vẽ sang va sát. Để tăng trọng cuộc sống chung, có sự sống chung an lạc. Thế thì câu số 5 này cho chúng ta cái ý nghĩa bậc trí có sự sống chung an lạc. Bậc trí và bậc trí có sự sống chung an lạc và vô lý chất. Còn câu cuối cùng là câu số 6 ha. Bài này dạy nha. Câu số 6 nha ti năng quá sắp mà gặp mồ. Nha ti năng quá sắp mà gặp mồ. Nha ti năng quá sắp mà gặp mồ. Chữ nha ti năng ha. Nha tì năng rồi y quá y nha ta nha tì năng có nghĩa là bà con quyến thuộc, bà con quyến thuộc hay là những người thân, những người thân hay là bà con quyến thuộc. Chữ quá đó do cái từ y quá. Mà chữ quá này nó đứng riêng ha. Nha ti năng quá. Nha ti năng quá ví như bà con quyến thuộc. Chữ quá ở đây có nghĩa là do cái từ yêu quá, có nghĩa là ví như, tựa như, giống như bà con quyến thuộc ha. Rồi cái chữ Samagamo. Samagamo. Chúng ta thấy ở đây cái đồ ngữ sân. Sân ở phía trước đi chung với agamo. Agama. Chữ agama ở đây nó đứng làm chủ các Bathama ekavachana vipatti. Cho nên agama biến thành agamo. Thì chữ agamo đây căn ngữ của nó là chữ gom do động từ gacchati ha, do động từ gacchati. Cho nên samagamo ở đây là sự gặp gỡ hay là việc đi đến cùng chung. Sự gặp gỡ, việc đi đến cùng chung. Ai chưa? Bây giờ cái câu cuối cùng này ha. Nha tì năng quát tâm mà găm bồ ha. Ví như sự gặp gỡ của những người bà con hay là những người thân thuộc. Ví như sự gặp gỡ của người thân thuộc, bà con quen thuộc cũng được, mà những người thân cũng được. Như vậy thì qua ý nghĩa của câu Phật ngôn 207 chỉ có bí cái chỗ Athan á, nó không biết trong cái loại nào. Bà con thông cảm đi, học rồi mới thấy cái chỗ sai sót của mình. Bí cái chỗ này để từ từ rồi giải quyết, khi nào tìm ra thủ phạm thì chúng tôi báo cáo lại cho quý vị ha. Câu Phật ngôn 207 cho chúng ta một ý nghĩa. Đúng vậy, người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu bị sầu nhà. Sự sống chung với những kẻ ngu là khổ sở.
ví như luôn luôn sống với kẻ thù. Còn người có trí có sự sống chung an lạc, đỡ như sự gặp gỡ của những người thân. Ý nghĩa cầu Phật nguồn 207 cho chúng ta biết rằng đúng vậy, người có sự sinh hoạt gần gũi với kẻ ngu bị sầu muộn lâu dài, sự sống chung với những kẻ ngu là khổ sở, tự như luôn luôn sống với kẻ thù. Còn người có trí có sự sống chung an lạc, ví như sự gặp gỡ của những người thân. Đó là ý nghĩa của câu Phật ngôn 207. Ngài Hòa Thượng Giá Đức đã phổ thơ lực bát như thế này: người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ lời cũng dường như thế kết đôi bạn cũ. Người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ lời cũng dường như thế kết đôi bạn cũ. Nhưng mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu với cái thể thơ ngũ ngôn, tức là năm chữ, Ngài ngắn gọn xúc tích thế này: sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Thì như vậy lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu nó rõ ràng hơn. Chúng ta nên lấy cái lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Còn cái lối dịch của Ngài Giới Đức nó thiếu phần dưới. Ngài chỉ nói chỉ nói cái phần trên thôi, còn thiếu cái phần dưới. Thì chúng ta nên áp dụng câu dịch của Ngài Minh Châu, nó đầy đủ hơn, ngắn gọn, cũng giống như trong đời sống của chúng ta. Cái gì ngon bổ rẻ thì đặt cái đó chúng ta nên tiến tới. Còn nhiều tiền quá thì cũng tí không đó. Ngon rẻ mà còn đẹp nữa, cứ tiền tới. Còn bông hoa trao chốt như Ngài Hòa Thượng Giá Đức thì chỗ này thấy hơi cục khẩn, quý vị thông cảm ha. Câu Phật ngôn 207 áp dụng lối dịch của Ngài Minh Châu rõ ràng hơn. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp vào phần trường âm đoạn âm ha. Bà la sang ga ta cha ri hi, bà la sang ga ta cha ri hi, bà la sang ga ta cha ri hi. Một chung như thế này là ba chữ mà gom lại còn một chữ nó đứng rời ra. Thì quý vị đếm dùm chúng tôi có tất cả bao nhiêu âm tự, bao nhiêu âm tự. Rồi 8 hả bà con? Sư Nhật Quỳnh, sư Kim nói 8. Alo, sư Phê Ta nó bao nhiêu đây? Rồi sư ca Sư Khá, rồi sư Thành Dung, rồi sư Dung Nguyễn, chỉ có hai người tham gia. Sư Xu Khá có rồi sư Thành Dung có rồi, sư Dung Nguyễn. Các bạn bốn người đủ rồi. Ba là sân gá tạ cha vì hi, ba là một, lá là hai, sân là ba, gá là bốn, tá là năm, cha là sáu, ri là bảy và hi là tám. Chính xác, trong tám âm từ này quý vị thấy được bao nhiêu trường âm, có bao nhiêu trường âm trong tám cái âm từ này.
ai cũng nói bốn ha, ba là một, sân là hai, cha là ba, vì là bốn. Ô chính xác, năm tấm tấn cộng gì là giỏi hơn rồi. Nhiều khi chúng tôi còn tính lộn ha. Nhưng quý vị nhìn thấy rõ ha, còn bốn trường âm. Trong bốn trường âm này thì nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm, nằm trong bao nhiêu loại trường âm. Và hai loại trường âm nó nằm ở trong phần một ha. Vậy thì quý vị cho biết bao nhiêu trường âm thông thường, bao nhiêu trường âm thông thường. Nhật Quỳnh Shizuka nói là có ba trường âm thông thường. Chị Dung Nguyễn rồi, chỗ này là chị Kim Bí nè ha. Cái gì vậy? À, quý vị chàng chút nha. Đêm thành đa hơi quan trọng. Xin sám hối với đạo tràng, mong đạo tràng thông cảm. Mình thường thường cái giờ mà sáng sớm như ở Việt Nam thế này có điện thoại là nguy hiểm, cho nên quý vị hoan hỷ ha. Rồi bây giờ trả lại câu này. Hồi nãy hỏi cái câu này có bao nhiêu trường âm nhắn mà không biết bà con có trả lên chưa, có bao nhiêu trường âm nhắn chưa hả? Ủa? Giờ chiếc kim nó một này, chiếc máy ta cũng nó một này, vậy là rồi chứ. Có nói người ta mới chát lên vậy chứ. Rồi một trường âm nhắn, đó chính là chữ sân ha. Chữ sân đó là một trường âm nghe chát lên vì mới nghe hả? Nghe rồi mới chát lên như vậy thì đúng rồi. Một trường âm nhắn
Rồi, ở trong câu này có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? 1, 2, 3 hả? Dữ vậy? Chí Mê Ta, Chí Nhật Quỳnh, Thành Dung, Sư Sư Khá, Sư Dung Nguyễn. Cho ăn toàn hộ diệt lộn không ha? Hỏi cái câu này có bao nhiêu loại trường âm thì quý vị nói có 2. Nhưng mà hỏi trường âm nhấn thì có bao nhiêu, quý vị nói rằng chỉ có 1, đó là chữ sân. Còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm á, thì quý vị đưa lên toàn hộp diệt không à. À, và trường âm thông thường thì có chữ 3 nè ha. Chữ 3 là 1, chữ cha là 2, chữ ri là 3. Rồi, như vậy thì quý vị thấy cái câu này chỉ có 2 loại trường âm ha. Trường âm thông thường này là 1 nè, trường âm nhấn là 2 nè ha. À, trường âm thông thường có 3 ha, trường âm nhấn có 1. Wifi nghe không rõ à? Quý vị còn nghe rõ không? Cái quan trọng là cái wifi mà Sĩ Nhật Quỳnh nghe rõ. À, chúng tôi thấy cũng đầy hết mà, sao kỳ vậy? Rồi, Sĩ Xu Khá đưa số 1 là thấy thắc mắc về câu này hả? Rồi, mời Sĩ Xu Khá phân tích lại câu số 1. Alo, Sĩ Xu Khá ơi, câu số 1. À, sao mà Sĩ Kim nó bị đứt chén này, là sao? À, đứt bóng hả? Rồi, Sĩ Xu Khá, qua nghĩ phân tích dùm câu số 1. Giống như ôn lại để cho bà con coi như được rõ hơn ha. Mời bàn tay Sư Số Kha. Câu số 1 là Bà La Sang Gata Cha Ri Hi. Bà La Sang Gata Cha Ri Hi. Bàn tay đâu rồi? Đưa lên đi. Alo, Sư Số Kha. Rồi sao không thấy không? Mấy bữa trước nó đưa tay. Rồi đụng bàn tay đó còn giấu nữa, khổ quá. Alo. Dạ. Cái bàn talk nó thay đổi cái cách sử dụng mic, dâm ra là con nên nó chưa quen. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Nam mô Buddha, dạ. Nam mô Dhamma, dạ. Nam mô Sangha, dạ. Dạ, con kính định lễ thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích đoạn số 1 của câu kinh Pháp Cú số 207. Ba la sang gáp ta cha di hi. Ba là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, gá tá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, di là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Đã, câu này có 2 loại trường âm, là trường âm nhấn là có chữ sang, và trường âm thông thường là có chữ ba cha di. Còn đâu là đoạn âm? Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con kính thỉnh sư Niêm Lích ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ, sa thủ, Sư Xu Khá. Dù khó khăn cũng khắc phục ha. Cũng vào gom sinh hoạt. Thì cái gì từ từ rồi cũng quen thôi. Chính cá nhân của chúng tôi mấy cái nick kia là coi như mất tiêu hết rồi, sử dụng không được. Nhưng mà Sư Xu Khá vậy là tiến bộ nhiều ha. Rồi, cái câu này là một câu mà chúng ta thấy tới bao nhiêu? Tới 4 đoạn âm.
năm, đúng rồi, tới bốn đoạn âm. Bởi vì chữ ba, chữ xăng, chữ cha, chữ ri, đó là bốn trường âm. Thì còn lại bốn đoạn âm, tức là chữ lá, chữ gá, chữ ta và chữ hí. Câu này có hai loại trường âm ha. Và Sư Số Khá đã phân tích rất là chính xác. Sa thủ, sa thủ, Sư Số Khá. Như vậy là câu 1 không có gì rắc rối ha. Bây giờ qua câu số 2. Đi kha mắt thà na sô cha tí. Đi kha mắt thà na sô cha tí. Đi kha mắt thà na sô cha tí. Câu số 2. Câu này có giống câu trên không? Có 8 trường âm, có đúng không? Alo, giống nhau hai. Chữ đi là 1, chữ khá là 2, chữ mắt là 3, chữ tha là 4, chữ ná là 5, sô là 6, chá tí là 8. Rồi, như vậy là y chang ha. Trong 8 trường âm này, thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường thì có 3. 3 trường âm thông thường đó chính là chữ đi ha, chữ tha ha, chữ sô. Đi, tha, sô. Đó là 3 trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Như vậy là không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có 1. Và trường âm nhấn đó chính là chữ mắt. Chữ mắt này tiếng Mỹ giống như người điên á ha. Mắt là điên gì? Khùng vậy. Là ai điên ai khùng thì gọi là mắt ha. Rồi, như vậy thì câu này nó cũng giống hệt như câu trên. Tức là có hai loại trường âm ha. Có hai loại trường âm. Tức là trường âm thông thường là 1 và trường âm nhấn là 2. Rồi cũng giống hệt như trên. Tức là có được chỉ đi, chữ tha, chữ sô là 3, chữ mất là 4. Đúng rồi, có được 4 trường âm. 4 trường âm thông thường và 4 đoạn âm. Cái này chắc phải nhờ Siết Dung Nguyễn nhắc lại cái câu này đi. Chứ thấy sao có cái chữ ba chân như này nữa, không biết sao. Chắc là nói chắc rồi. Rồi, Siết Dung Nguyễn ơi, câu số 2, Siết nhắc lại. Trường âm đoạn âm ha. Dạ, con kính lĩnh lễ ngài chí đức. Dạ, con kính chàng đạo tràng ạ. Dạ, con xin phân tích lại câu số 2 của kinh pháp cú 207. Đi gá má thà ná sô ná sô cha chá tí. Đi gá má thà ná sô chá tí. Đi gá má thà ná sô chá tí. Dạ, đi là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, má là đoạn âm. Dạ, con nói lại, đi là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, tha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, so là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Và trong câu này thì có 3 trường âm thông thường, và đó là chữ đi, chữ tha, chữ sô, và một trường âm nhấn, đó là chữ mắt, và còn lại là đoạn âm ạ.
Dạ con kính ngài là con đã phân tích xong. Dạ con xin gửi nick lại cho ngài ạ. Sà thủ sà thủ Sika Dung Nguyễn phân tích về là chính xác, nhưng mà cái giọng đọc á, chữ rê hát à, chúng ta đọc là ca hát à, chữ rê hát thì chúng ta đọc là ca hát ha. Đi khát, đi khát chứ không phải đi giá ha. Đi khát à, nhớ ha, chỗ này nha à, chúng ta đọc là đi khát à. Thế đừng có đọc đi giá ha. Khi nào nó không có chỉ hát á, thì chúng ta sẽ để đọc là đi khá, đi cá à. Rồi kính lễ đại đức Pháp Quang vừa đến với Pháp Hội. Như vậy thì câu số 2 cũng đã hoàn thành. Và trong câu này à, câu thứ nhất và câu thứ nhì à, chúng ta sẽ liền lạc cùng nhau. Bà la sân gata cha ri hi di khamat ha na so chati. Bà la sân gata cha ri hi di khamat ha na so chati. Bà la sân gata cha ri hi di khamat ha na so chati. Rồi, như vậy câu số 1, câu số 2, có vị nào còn thắc mắc không? Rồi. Như vậy là không có ý kiến ha. Bây giờ chúng ta đi qua câu số 3. Câu số 3 Đúc Khô Ba Lê Hít Săng Hoa Sô. Đúc Khô Ba Lê Hít Săng Hoa Sô. Đúc Khô Ba Lê Hít Săng Hoa Sô. Quý vị thấy câu này không? Alo, thay nhìn vô trong bài của mình ha. À, xin được mình vắng mặt, không có đưa lên à, cái câu đó để cho chúng ta thấy rõ ràng. Thì bây giờ quý vị nhìn vào trong bài học của quý vị ha. Hoặc là quý vị kéo cái bài xuống. Câu số 3 Đúc Khô Ba Lê Hít Săng Hoa Sô. Quý vị nghe dòng đọc, quý vị cũng phân tích được trường âm và đoạn âm ha. Chứ không phải là mình chát lên rồi mình mới thấy được cái chữ rồi mình mới đoán. Nghe giọng đọc thì quý vị cũng biết à, trường âm nó nằm chỗ nào rồi ha. Bây giờ đọc lại ha. Đúc Khô Ba Lê Hít Săng Hoa Sô. Đúc Khô Ba Lê Hít Săng Hoa Sô. Vậy thì câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Chị Kim nói 5 trường âm thông thường. À, quý vị thấy phải không? À, rồi. Chị Nguyễn Tà cũng thấy nè, chị Thạch Dung cũng thấy luôn nè. À, như vậy thì 3 người thấy, 2 người là đã nhiều rồi, 3 người là càng nhiều hơn. À, chị Dung Nguyễn nè. Chị Dung Nguyễn thầy có 4 nè. À rồi. Trường âm thông thường tại sao có 4? Chữ khô là 1 ha. Chữ ba là 2 ha. Chữ lê là 3 ha. Chữ qua là 4 ha. Và chữ xô là 5. À, chị Dung Nguyễn làm toán cộng sai rồi ha. Làm toán cộng sai rồi. Thiếu nè, thiếu 1 ha. Rồi, chị Nhật Quỳnh. Không. Đúc Khô Ba Lê Hít Săng Hoa Sô. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, như vậy chúng ta tìm ra trường âm thông thường rồi. Bây giờ tìm thêm trường âm nhấn. Có được bao nhiêu trường âm nhấn à, trường âm nhấn quý vị thấy dễ quá à, tại vì có cái chữ này có ý nghĩa là đau khổ à, đúc khá là đau khổ. À, cho nên quý vị đã từng gặp đau khổ, cho nên nhìn vô là biết nó là trường âm nhấn liền ha. Thấy thiệt, chữ đúc là trường âm nhấn chính xác. Rồi, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu?
trường âm, đọc theo dấu nguyên âm. Wow, quý vị cũng thấy luôn ha. Đó chính là chữ sân. Chữ sân là trường âm, đọc theo dấu nguyên âm. Vậy thì câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Ồ, sao dữ vậy? Tới 7 trường âm luôn nha. Chữ đúc là 1, chữ khô là 2, chữ 3 là 3. Đúng rồi, 3 là 3 chứ không lẽ kêu 3 kêu bằng má nha ha. 3 là 3. Rồi là 4, sân là 5, qua là 6 và sô là 7. Vậy thì câu này có bao nhiêu loại trường âm? Và câu này có tới 3 loại trường âm. Chính xác. Câu này có tất cả là 3 loại trường âm ha. À, mà đoạn âm nó có được bao nhiêu? Wow, 7 trường âm thì còn lại 1 đoạn âm. Chính xác rồi. À, chỉ cần dùng quen ha. Cô giáo mà làm toán sai, kiểu này chắc học trò cười lắm nghe. Anh cô Dương Nguyễn, thấy không? Rồi, thôi như vậy. Chúng ta thấy cái câu này là một cái câu mà hoàn thiện. Có nghe có đầy đủ 3 loại trường âm. Trường âm thông thường này, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, như vậy, câu số 3, có ai thắc mắc không? Không có ai thắc mắc thì bây giờ vô đây là không có giỏi không có dở, mà chỉ có cái ví dụ như bây giờ hỏi bà con ha, 4 + 1 = 6 ha, 4 + 1 = 6. À, ai có thể biết rằng làm cái bài toán 4 + 1 = 6 không? Thì 4 + 1 = 6 đó là đúng hay sai? Thì ai cũng nói là sai. Nhưng mà sai tại sao nó sai? À, 4 + 1 = 6 là đúng. Đúng tại sao nó đúng? Đúng là vì mình làm chính xác là đúng. Mình làm toán mà nó chắc đi gọi là sai. À, cho nên 4 + 1 = 6 là sai. À, khi mà sai tức là nó không đúng theo sự thật. À, 4 + 1 = 5 nhưng mà 4 + 1 = 6 là khi mình làm toán sai. Còn mình làm toán mà đúng mà 4 + 1 thì phải bằng 5. Thế đây cũng vậy. Câu số 3 xong rồi ha, bây giờ qua câu số 4. Amitene vasabada. Amitene vasabada. Amitene vasabada. Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? À, chị Kim, chị Như Quỳnh nó có 2. Nghe nó làm toán sai bà con cũng sợ ha. Thì mình chát lên cũng nhiều khi đúng, nhiều khi sai chứ. Đâu phải là hồi nào mình chát lên cũng đúng hả? À, ý là muốn đánh con số 2 nhưng mà khổ quá. Nó đụng qua cái phím con số 1. À, đó là bấm nhầm. Mà bấm nhầm tức là bấm sai. Khi nào mà đúng ngang số 2 à, là khi đó là mới đúng ha. Ví dụ câu này có bao nhiêu loại trường âm thì quý vị chắc lên số 2. Chính xác. Vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Đó, chắc lên số 3 là chính xác. À, chữ tên, chữ nên, chữ đa, đó là 3 trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm nhấn?
bao nhiêu trường âm nhấn. Đúng rồi, hai trường âm nhấn đó là mic và shop. Tức là chúng ta sắp được ăn mic á, chữ shop và chữ mic, đó là hai trường âm nhấn. Không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phải không? Rồi, như vậy thì chính xác rồi. Rồi, xong. Bây giờ câu số 3, câu số 4, sau khi mà quý vị hiểu hết rồi, thì chúng ta đọc lại, ôn lại chứ. Văn ôn võ luyện. Câu số 3. Đúc khô ba lê hi sang hoa sô amit tê nê hoa sắp ba đà. Đúc khô ba lê hi sang hoa sô amit tê nê hoa sắp ba đà. Đúc khô ba lê hi sang hoa sô amit tê nê hoa sắp ba đà. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã giải quyết câu số 3, câu số 4. Bây giờ câu số 5. Câu số 5 như thế này. Thì rô chắc. Thì rô chắc. Ủa, chả đâu tùm lum. Thì rô chắc su khá sang hoa sô. Thì rô chá su khá sang hoa sô. Thì rô chá su khá sang hoa sô. Câu thứ 5 này, quý vị thấy câu này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Sĩ Kim, Sĩ Nhược Quỳnh, Sĩ Mê Ta nói rằng có hai loại trường âm. Chỉ có hai loại thôi mà quý vị kia tìm cũng chưa ra, phải không? Con ngắn vậy đó, mà tìm có hai loại trường âm mà tìm cũng chưa ra. Đó là trường âm như thế nào? Bây giờ chúng ta đi vô chi tiết đây ha. Bao nhiêu trường âm nhấn? Cái gì vậy? Số 1 rồi số 0 nữa, làm rối lộ hình hết trơn vậy nha. Hỏi bao nhiêu trường âm nhấn? Rồi câu này làm gì mà có trường âm nhấn trong đó? Chưa có rồi. Trường âm nhấn ở đây không có nha. Hỏi có bao nhiêu loại trường âm thì nó có hai loại trường âm. Bây giờ đi vô chi tiết trường âm nhấn có được bao nhiêu thì chiếc kim là nó một rồi không là rối độ hình. Câu này không có trường âm nhấn, vậy thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường, thông thường chứ không phải thông thường á. Trường âm thông thường có 4, đó chính là chữ thi, chữ rô, chữ hoa, chữ xô. Đó là 4 trường âm thông thường ha. Quý vị thấy rõ ha, 4 trường âm thông thường. Rồi, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có một mà thôi ha. Đó chính là chữ sân. Chữ sân chính là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi, bây giờ để ôn lại cái câu số 5 này ha. Để ôn lại thì mời Sít Thành Dung ha, Quan Hỷ. Sít Thành Dung, Quan Hỷ ôn lại cái câu số 5 này để nhắc lại. Chứ nhiều khi làm ao ao vậy rồi quên. Rồi mời Sĩ Thành Dung nhắc lại câu này. Rồi bàn tay Sĩ Thành Dung đâu rồi? Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép phân tích câu số 5. Diro cha su kha sang wa so. Diro cha su kha sang wa so. Dạ, đi là trường âm thông thường, rô là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xú là đoạn âm, khá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, và xô là trường âm thông thường. Và trong câu này có hai loại trường âm là trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường là chữ đi, rô, qua, xô. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ xăng. Và còn lại là đoạn âm là chữ chá. Đi, rô, chá, xú, khá, xăng, qua, xô. Và con đã phân tích xong ạ. Và nếu có sai xin sửa sửa, con xin phép xuống mất ạ. Alo, chị Thanh Dung ơi, hôm nay có cái chuyện gì mất cỡ hả? Hay sao mình đọc nhỏ xíu ha? Cái nghe nhỏ vậy, mấy bữa trước đọc thấy còn lớn, còn nghe, nghe rõ ràng. Hôm nay đọc ha, phải chú ý lắm mới nghe nha. Những người mà tặng hoa cũng phải là chú ý lắm á. Sao chị Thanh Dung hôm nay có chuyện gì cũng hay sao nữa? Đọc nhỏ quá vậy. À, cho thêm âm thanh nha. Rồi, chiếc mít tai ngồi gần bên lấy tay thuộc rác đi ha. Cho thêm âm thanh một chút chứ. Thỏ thẻ thù nghe này nghe. À, thôi thôi, này, coi lại cho nó đưa cái âm thanh này lớn một chút đi ha. Nghe hơi nhỏ. Rồi, câu số 5 là xong ngay rồi. Có người phân tích về đúng quá, còn phân tích gì nữa. Bây giờ tới câu số 6 để chấm dứt. Câu số 6. Nha ti năng quá sa ma ga mô. Nha ti năng quá sa ma ga mô. Nha ti năng quá sa ma ga mô. Câu số 6. Câu số 6 này, quý vị thấy có bao nhiêu loại trường âm? Câu số 6 có bao nhiêu loại trường âm? Sức Meta, Sức Nhật Quỳnh nói rằng câu này có hai loại trường âm mà thôi. Thì chúng ta tìm trường âm thông thường có được bao nhiêu. Alo, trường âm thông thường có được bao nhiêu? Sít Kim, Sít Meta, Sít Nhật Quỳnh, Sít Trung Nguyễn cho biết rằng có 4 trường âm thông thường. Đó chính là chữ nha, chữ ti, chữ ma, chữ mô. Nha, ti, ma, mô. Đó là 4 trường âm thông thường. Xong, bao nhiêu trường âm nhẫn? Nghe nói tới trường âm nhẫn là mừng lắm ha. Có hột dịch thằng ha. Đưa lên mấy cái hột dịch luôn. Không có trường âm nhẫn. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì quý vị thấy chỉ có 1. Đó là chị Kim, chị Nhật Bình, chị Meta, chị Dũng Nguyễn cho biết chỉ có 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm mà thôi. Như vậy thì cái câu số 6 này, nhà tì năng quá sắp mà gam mồ, chỉ có 2 loại trường âm
là trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Rồi câu này còn có ai thắc mắc không? Mời xin niệm từ, hồi nãy giờ ngủ im ru quá. Xin niệm từ nhắc lại cho con, ai ngồi im vậy, vô này phải tham gia học chứ, ai vô ngồi ngồi thiền chán quá. Đây, mời bàn tay xin niệm từ câu số 6 ha. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, con kính lễ đảnh lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, con ngồi con chú ý con học theo vô trung theo linh sư và các đạo hữu trung trung. Dạ, con xin phân tích câu số 6 ạ. Dạ. Nhà tì năng quá sa ma ga mô. Nhà tì năng quá sa ma ga mô. Dạ. Nhà là trường âm thông thường, tì là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, xá đoạn âm, ma là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường. Dạ, như vậy trong câu này chỉ có hai loại trường âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là năng. Dạ, bốn trường âm thông thường: nha, ti, ma, mô. Dạ, còn bao nhiêu là đoạn âm? Là quá, xá, gá là ba đoạn âm. Dạ, không có trường âm nhấn. Dạ, con đã phân tích xong, con có sai xin ngài sửa ra giùm con. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Sa thu xin niệm từ. Đừng vô luôn để nick đó đi ngủ rồi. Ai ngờ cũng còn tỉnh táo, phân tích chính xác. Sa thú xin niệm từ. Nhà tì năng quá sập mà gâm mồ. Câu này chỉ có hai loại trường âm mà thôi. Trường âm thông thường nhà tì ma mồ. Âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ năng. Như vậy là xong ha. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã hoàn thành câu Phật ngôn này. Câu thứ 5, câu thứ 6 sau gì? Cái gì Sếp Dung Nguyễn? Câu thứ 5, câu thứ 6 sau khi phân tích xong thì giọng đọc của chúng ta sẽ liền lạc với nhau ha. Thì rồi chắc xuất hạ sân hoa sô nhà tì năng quá sắp mà gó mù. Thì rô chát su khát sân hoa sô nhà tì năng quá sắp mà gó mù. Thì rô chát su khát sân hoa sô nhà tì năng quá sắp mà gó mù. Thầy Sĩ Dung Nguyễn có ý kiến gì? Không nghe được, chạy ra ngoài. Chạy ra, lấy chấn chạy vô là nghe được ha. Sĩ Dung Nguyễn, IBM báo cho Sĩ Dung Nguyễn là chạy ra ngoài. Rồi vô lại sẽ nghe ha. Rồi chạy ra rồi phải lấy chớn mới chạy vô được, còn không có chớn vô không được. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Cái này giống như Sĩ Xu Khá nói hồi nãy, tại cái mạng nó có sự thay đổi kỹ thuật thế nào đó, cho nên có một số bà con cảm thấy hơi khó khăn khi đến với cái room này, mà chắc là đối với các cái room khác cũng vậy thôi. Thì thời gian sau này thì có những sự thay đổi về kỹ thuật. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Xin liên qua chuẩn bị tinh thần ha. Ba la sang ga ta cha ri hi di kha mat tha na so cha ti duk kho ba le hi sang wa so amit ten.
Rồi nhảy lên. Amite ne vasap bada thi ro jasukha sang va so nya ti nang vasap ma gammo. Đọc lại. Ba la sang gata. À, phải không? Ba la sang gata cha ri hi di khamat tha na so cha ti đúc khô ba le hi sang va so. Amite ne vasap bada thi ro jasukha sang va so nya ti nang vasap ma gammo. Ba la sang gata cha ri hi di khamat tha na so cha ti đúc khô ba le hi sang va so. Amite ne vasap ba da thi ro cha su ka sang va so nya ti năng vasap ma gammo. Ba la sang gata cha ri hi di khamat tha na so cha ti đúc khô ba le hi sang va so. Amite tề nề quát sắp ba đà thi rồ chất su khát sân ba sô nhà tì năng quát sắp ma gâm mô. À, sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu. À, như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Rồi, ai muốn sống bà con thì sống với người trí, còn ai muốn đau khổ thì sống với người ngu. Đó là ý của câu Phật ngôn này vậy. À, nên học thuộc lòng cái câu Phật ngôn này đi. Còn cái lối dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức không? Để qua một bên đi ha. Rồi, bây giờ xin mời quý vị câu Phật ngôn 207. Rồi, Sư Kim mình giảng được ta trước ha. Rồi. Dạ, miệng liền sư làm xong nghỉ sớm sư. Con xin chào sư Chí Đức, sư Pháp Quang, không biết còn không còn hay còn rớt rồi con vô cách lại. À, giờ quý vị Phật tử, con nghĩ rằng con bị đứt hoài, có lẽ là con bị hai cái wifi nó quýnh lộn với nhau. Cái wifi của cái hãng phone của con, cái wifi ở nhà con nữa. Nó cứ dành nhau nó vô, thôi giờ con turn off một cái thì xong chuyện nè. Dạ, con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 207. Đúng rồi, Kinh Pháp Cú câu 207. Bà la sang gata cha ri hi di khamap tha na so cha di đúc khô bà lê hi sang hoa so amit tê nê hoa sáp ba đà thi rô ca su ca sang hoa so nhà tì năng hoa sáp ma gam mô. Bà la sang gata cha ri hi di khamap tha na so cha di đúc khô bà lệ hi sang hòa so amit tề nề quá sắp ba đà thì rồ ca su ca sang hòa so nhà tì năng quá sắp mà ga mô bà la sang ga ta cha ri hi bà la sang ga ta cha ri hi đi kha mắt tha na so cha ti đúc khô bà lệ hi sang hòa so amit tề nề quá sắp ba đà thì rồ ca su ca sang hòa so nhà tì năng quá sắp mà ca mô bà la sang ga ta cha ri hi đi kha mắp tha na so cha ti đúc khô. Oh my god, sợ tình, thôi đọc lại đi. Bà la sang ga ta cha ri hi đi kha mắp tha na so cha ti đúc khô bà lê hi sang hòa so amit tề nề quá sắp ba đà thì rồ ca su ca sang hòa so nhà tì năng quá sa mà ca mô. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai xin chia sửa, con xin nhường máy lời ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức hiện ngài Tri Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Trung Nguyễn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh không thấy bàn tay vị nào đưa lên nên Nhật Quỳnh phải xin trả bài trước. Dạ, kính mong quý vị chuẩn bị nha. Dạ, chuẩn bị bàn tay. Dạ, con cũng xin phép mà con trả bài, con gắn mặt ở trước máy chừng 5 phút tới 10 phút rồi con sẽ trở lại ạ. Dạ, con xin trả bài. Bà na san ga ta cha re hi đi kha ma tha na so ca ti đúc khô ba lê hi san qua so a ti mê nê qua sắc ba đa thị rô ca su kha san qua so nha tỳ năng qua san qua sa ma ga mô. Chào con. Dạ, con xin đọc lại ạ. Bà na san ga cha cha ri hi đi kha ma tha na so ca ti đúc khô ba lê hi san qua so a mít tề nề qua sắp ba đà thị rô cha su khắc san qua so nhà tỳ năng qua sa ma ga mô. Bà na san ga ta cha ri hi đi kha ma tha na so ca ti đúc khô bà lê hi san qua sô a mít tề nề qua sắp ba đà thị rô su ca su kha san qua sô nhà tỳ năng qua sa ma ga mô. Bà đa san ga ta cha ri hi đi kha ma tha na sô ca ti đúc khô bà lê hi san qua sô a mít tề nề qua sắp ba đà thị rô cha su kha san qua sô nhà tỳ năng qua sa ma ga mô. Bà đa san ga ta cha ri hi đi kha ma tha na sô ca ti đúc khô bà lê hi san qua sô a mít tề nề qua sắp ba đà thị rô cha su kha san qua sô nhà tỳ năng qua sa ma ga mô. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thai gần người trí như chung sống bà con. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có sai thì ngài chỉ con xin trở lại máy con sửa. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên giờ vào đạo tràng. Dạ, con xin được xuống mít. Dạ, tha thú bàn tay chị Meta. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con kính lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con cũng xin trả bài câu pháp cú 207. Bà la sang ga ta cha ri hi đi ga mat tha na so cha ti đục khổ ba lê hi sang qua sô a mít tê nê qua sắp ba đà thị rô cha su kha sang qua sô nhà tì năng qua sa ma ga mô. Ba la sang ga ta cha ri hi đi ga mat tha na so cha ti đục khổ ba lê hi sang qua sô a mít tề nề qua sắp ba đà thị rô cha su kha sang qua sô nhà tỳ năng qua sa ma ga mô. Bà la sang ga ta cha ri hi đi ga mát tha na sô cha ti đúc khô ba lê hi sang qua sô a mít tề nề qua sắp ba đà thì rô cha su kha sang qua sô nhà tỳ năng qua sa ma ga mô. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thai gần người trí
như chung sống bà con. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin nhường mic lại cho người khác ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Một lần nữa, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên và con kính lễ quý cô tu nữ trong Đạo Tràng. Và con kính chào Đạo Tràng. Con xin trả bài. Dạ, niệm thực chờ. Máy bên máy niệm thực không có thấy Sếp Nhật Bình đưa bài lên. Dạ, con kính cảm ơn cô Tề Duyên đã cho con biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn Dương Nguyễn. Dạ, con ở kính ở chờ Sít Nhật Quỳnh đưa bài lên. Ở bên con sao không có thấy bài? Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 207 ạ. Ba la sang gatachari hi di khamatthana so chati dukkho ba le hi sang vaso amitte ne vasappada thi ro chu sa sam vaso nyati nang vasama gamo. Ba lê sangatachari hi di khamatthana so chati dukkho ba lê hi sang vaso amitte ne vasappada chiro chasukha sang vaso nyati nang vasama gamo. Ba la sangatachari hi di khamat tha na so chati dukkho ba le hi sang va so amitte ne vasappada thi ro chasukha sang va so nyati nang vasama gamo. Dạ, con xin đọc chữ Việt bản chữ Việt dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thai gần người ngu như không sống, như thường sống kẻ thù. Vui thai gần người trí như chung sống bà con. Dạ, con đã đọc xong bài và con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, con xin dân bít lại cho đạo tràng để trao bài tiếp. Dạ, con thấy dạ mời hành dung trả bài chưa hành dung. Dạ, dân từ đưa mít lại. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Niệm Từ. Con xin đảnh lễ ơn Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp và đảnh lễ chư tăng. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính lễ cô tu nữ Tự Duyên và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, không biết con máy của con có nghe rõ được chưa. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú kinh số 207. Bà la sang gatachari hi di khamattha na so chati dukkho ba le hi sang va so amitte ne vasappada thi ro cha súc kha sang va so nhà tỳ năng quá sa ma ga mô.
Bà la sang gata cha ri hi di kamatha na so chati dukko ba le hi sang wa so amite ne wa sap ba da thi ro cha sukha sang wa so nya ti nang wa sama gamo. Bà la sang gata cha ri hi di kamatha tha na so cha ti duk ko ba le hi sang wa so amitte ne wa sap ba da thi ro cha sukha sang wa so nya ti nang wa sa ma ga mo. Chung sống với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thai gần người trí như chung sống bà con. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà la sang gata cha ri hi di kamatha na so cha ti dukkho ba le hi sang wa so amitte ne wa sap ba da thi ro cha sukha sang wa so nya ti nang wa sa ma ga mo. Giờ con đang tìm bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức. Giờ con đang tìm bản dịch của Hòa Thượng Duy Đức ạ. Dạ, chung sống với người ngu lâu dài bị lo buồn, thai gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thai gần người trí như chung sống bà con. Dạ, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính xin trả mic lại cho đạo tràng. Sang thôi. Nãy giờ thì Duyên cũng bận chút xíu cho nên hôm nay là tự nhiên xin sám hối với đạo tràng. Và Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh Phật Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh để Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đệ nữ. Và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc bài kinh Pháp Cú số 2. Dạ, cảm ơn Nhật Bình. Bà la sang ga ta Bà la sang ga ta cha vi hi di ga ma tha na so chất so chất Bà lê hi sang qua so so a te sắc bát đà thi rô cha su ca sang qua so nhà tỳ năng quá sam ma ra mô bà la sang ga ta cha di hi di ga ma ta na so cha ti duk kho ma le hi sang qua so am it te ne quá sam ma ra thi rô cha su ca sang qua so nhà tỳ năng quá sam ma ra mô bà la sang ga ta cha ri hi di ga ma tha na so cha di tuk kho ba le hi sang wa so
Amitte ne vasapada thi ro chatusukhan wa so nya ti nang vasamma lamo. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay, gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Dạ, câu thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu đọc xong rồi. Dạ, tự nhiên chúng ta kính đảnh lễ ba ngôi bạn Phật Đức Phật Ông Lý Giáo Pháp Ông Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thầy Đức. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu thứ 207. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho con biết tín hiệu ạ. Ta lá sang gá tá cha đi hi thi khá mát ba ná so chá tí út hô ba lê tí sân qua sô á mít tê nè quá xá bá đà thì rồi chá xú khá sân qua sô nhà tí năng quá xá ma lá mồ ba lá sằng ra giá tá cha vì hí thì khá đi khá má đa nát so chá tí đốt hồ ba lê thi sằng quá so á mít tê nè quá xá bá đà thì rồi chá xuất hú khá sằng quá so nhà tì năng quá xá ma gá mồ ba lá xăng gá tá chà rì hí thì khá má đà ná xô chá tí đốt hồ ba lê thí xăng qua xô a mít tê nè quá xá bá đạp thì rồi chá xú khá xăng qua xô nhà tì năng quá xá ma gá mồ sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong rồi. Dạ con có xa thì con xin sư sửa lại dùm cho con ạ. Dạ con xin gửi mic lại cho đại tràng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Đức Tăng Ni. Dạ, con
Con kính lễ cô tu nữ Tài Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin trả bài câu 207. Bà La Sang Gata Cha Ri Hi Di Gamat Tha Na So Chati Dut Kho Bà Lê Hi Sang Qua So Amit Tê Nê Qua Sắp Ba Đà Thì Rồ Cha Su Kha Sang Qua So Nhà Tì Năng Qua Sá Mà Gá Mồ Bà La Sang Gata Cha Ri Hi Di Gamat Tha Na So Chati Dut Cô bà lê hi sang qua sô amit tê nê qua sắp ba đà thì rô cha su kha sang qua sô nhà tì năng qua sa mà ga mô bà la sang ga ta cha ri hi đi ga mắt thà nhạ thà na sô cha ti đút khô bà lê hi sang qua sô amit tê nê qua sắp Ba đà thì rồ cha su kha sang qua sô nhà tì năng qua sa mà ga mồ sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu và dạ, con kênh gửi mít lời đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư phụ Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tự Duyên, con xin kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, cô Mít Ta và dạ quý vị Phạm Vương, cô Tự Duyên đã cho con cái tín hiệu. Dạ con xin đọc bài kinh Pháp Cú 207 ạ. Bà la sang gata cha ri hi ti kha ma tha na so cha ti duk kho ba le hi sang wa so amit te ne wa sa pa da thi ro cha su kha sang wa so nya ti nang wa sa ma ga mo Bà la sang gata cha ri hi ti kha ma tha na so cha ti duk kho ba le hi sang wa so Đúc khô bà lê sang qua sô Amit tê nê qua sá bá đà thị rô Chá su khăn qua sô Nhà tì năng qua sá mà gá mô Bà la sang gá ta chà rì hi tí khá má thà Ná sô chá tê đúc khô bà lê hi sang qua sô Amit tê nê qua sá bá đà thị rô cha su kha sang qua so nhà tì năng qua sa mà ga mô sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong mà con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Rồi rồi đợi mình xin. Alo, 123, 123. À, quý vị đọc rất là chuẩn, nhưng mà Xích Liên Hoa, Xích Liên Hoa, cái câu số 2, câu số 2, Xích Liên Hoa chú ý. Đi khá mắt thà na sô cha tí, nhưng mà Xích Liên Hoa cái đọc chữ đi khá, thành ra chữ đi, chứ không phải là chữ đi. Nên nhớ đi khá là dài, lâu, bền. Ý nghĩa của nó thì cái chữ này nó là một trường âm thông thường. Chữ đi ha, chứ không phải chữ đi. Xích Liên Hoa chỉ sai chỗ này thôi. Còn tất cả đều chuẩn. Xà thủ hôm nay Xích Dung Nguyễn cũng tiến bộ dữ ha. Hôm nay Xích Hạnh Dung âm thanh hơi nhỏ, nhưng mà khi đọc thì tương đối, đọc nghe tương đối, còn nói chuyện thì âm thanh hơi nhỏ. Chung là quý vị cũng đã nỗ lực hết mình, tự mình vươn lên.
và có được một cái thành tựu tốt đẹp. Nói chung rằng bây giờ quý vị nhìn vào những văn bản Bali, quý vị đọc rất là trôi chảy, bảo đảm là như vậy. Bây giờ chúng tôi ôn lại và đi vào một cái nội dung khác ha. Bà la sang gatachari hi di khamattha naso chati dukkho ba le hi sang wa so amitte ne vasappada thi ro chasukha sang wa so nyati nang vasamma gammo. Bà la sang gatachari hi di khamattha naso chati dukkho ba le hi sang wa so amitte ne vasappada thi ro chasukha sang wa so nyati nang vasamma gammo. Đó là cái giọng kệ ha. Còn bây giờ đó là giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ chúng ta cũng tập đi. Để rồi khi mà người ta đọc giọng kệ thì mình cũng đọc được. Đọc giọng kinh thì mình cũng biết trường âm và đoán âm. Đây là một câu tám từ, chúng ta chia ra làm hai và đọc một lần hai câu ha, quý vị chú ý nha. Bà la sangha ta cha ri đi ca mát tha na so cha ti đô khô ba lê hi sang qua su a mi tê nê qua sâm ba đà đi rô cha su ca sang qua su nhà ti năng qua sa ma ga mô. Sangha ta cha ri đi ca man tha na so cha ti đông khô ba lê hi sang qua su a mi tê nê qua sâm ba đà chỉ đô cha su ta sang qua su nhà ti năng qua sa ma ga mô. Bà la sang ga ta cha ri đi ca man tha na so cha ti đô khô ba lê sang qua su a mi tê nê qua sâm ba đà chỉ rô cha su kha sang qua su nhà ti năng qua sa ma ga mô. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Rồi bây giờ mời quý vị. Alo alo, đừng thấy là ở xúc khác các cầm mít không vậy? Dạ cảm ơn Nhật Quỳnh đã cho biết nghe rõ, cảm ơn Linh Hoa. Xin sám hối xúc khá nha, tại vì tự nhiên xin được mất để nhân không thấy khi mà lên mới thấy. Dạ. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và con tri ân Ngài. Và để không mất thời gian, con xin kể rồi con xin vắng mặt tại ngày hôm nay tính chùa làm lễ cai tăng, cho nên là con phụ một chút xíu. Dạ bây giờ thì em xin trong pháp 207. Bà la sang ga ta đi ga ma tha na so cha ti u ba le sang wa so a mi te ne wa sa na
thi ro cha su kha san wa so an wa samaya mo ba la jang ya chai di khamata na so cha ti Dukku bale sangwaso amitene wasaba Thiro chasu khasangwaso Nyarina samayamu Sống chung với người ngu và buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con dạ bây giờ mời Su Khát. Hello. Dạ con cảm ơn cô Tự Duyên. Dạ con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Bà, Nam mô Sang Kha Bà. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí thức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kệ kinh số 207. Ba la sang gata cha di hi di gama tha na so cha ti du ko ba le hi sang wa so amite ne wa sa ba da thi zo cha su kha sang wa so ya ti nang wa sa ma ga mo ba la sang gata cha di hi di gama tha la so cha ti du ko ba le Hi sang wa so amite ne whatsapp bada thì dù chat xuất khá sang wa so nhà tì năng whatsapp mà ga mù dạ bây giờ con xin kể xem con có viết kể không ạ là lúc đấy con chưa đọc Ba la sang gata cha di di ga ma tha la so cha ti du kho ba le sang wa so a mi te ne wa sa ba da hi zo cha su kha sang wa so nya ti nang wa sa ma ga mo dạ con không biết kể đâu ạ à. Dạ con xin xong với đạo tràng dạ con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu sống chung với người ngu lâu dài bị no buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con con nhận thành bố con cứ kể lúc đấy con nghe sư kể thì con ở dưới con kể thấy cũng ok lắm mà sau con lên con không kể được dạ con xin ra mối đạo tràng dạ con xin xuống mic ạ dạ con kính mời con không nhìn thấy bàn tay của ai ạ dạ con xin xuống mic con kính mời quý cô chú ạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha.
Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin kệ câu Phật ngôn số 207. Ba la sangha chatari hi dikha matta na so chati dukkho bale hi sangwa so amitte ne vasambada tiro chasu ka sangwa so nyati nang kwa samagamo Bala sangha chatari dikhamatta na vas na so chati dukkho bale hi sangwa so amitte ne vasapada thiro cha sukha sangwa so nyati nang samagamo Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thai gần người trí như chung sống bà con. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giờ con đã kể xong, giờ con xin trả mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Ngọc Quỳnh không thấy ai cầm mic nên Ngọc Quỳnh xin phép cầm mic ạ. Dạ, kính mời đạo tràng cứ đưa bàn tay lên thì Ngọc Quỳnh nhường mic. Dạ, con xin được kể. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn. Dạ, con xin được kể bài Pháp Cú Kinh 207. Dạ, kính mời chị Meta niệm từ. Còn ai nữa? Dạ, Dung Nguyễn rồi Liên Hoa chạy mất tiêu rồi. Dạ. Số khác đừng có lo, cứ kệ hồi quay rồi nó sẽ quen thôi à. À, đừng có lo gì hết. Thấy không, chị Meta còn kệ được mà. Số khác không kệ được mới là lạ đó. Thấy không, đừng lo. Lo thì mình sẽ không kệ được. Tại vì kệ không có phải phân biệt nhiều nên đừng có lo. Ba la sanh ga cha ta cha ri hi đi kha ma tha na so cha ti Đúc khô ba lê hi sang qua sô a mít tê nê qua sáp ba đà thị đô cha su kha sang qua sô nhà tì năng qua sa ma ga mô ba la sanh ga ta cha ri hi đi kha ma tha na sô cha tì Đúc khô ba lê hi sang qua sô a mít tê nê qua sáp ba đà thị đô cha su kha sang qua sô nhà tì năng qua sa ma ga mô ba la sanh ga ta cha hi đi đi kha ma tha na sô cha tì Đục khô ba lê hi sang qua sô a mít tê nê qua sáp ba đà thị đô cha su kha sang qua sô nhà tì năng qua sa ma ga mô sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thai gần người trí như chung sống bà con. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Rồi, mời số khá đưa tay tiếp lần nữa đi. Không sao đâu, còn giờ mà. Dạ, mời bạn số khá nha. Alo. Alo. Dạ.
con xin giáo mối đạo tràng con xin phép lên một lần nữa. Là con xin cả ạ. Ba la sangha ta cha di ni ga ma tha la so cha ti du kho ba le hi sang wa so amite le wa sap ba da thi zo cha su kha sang wa so nya te nang wa sama ga mo ba la sangha ta cha di Diga mata la so chati dukho bale hi sang wasu amite ne wasap bada hizo cha so ga sang wasu nyati nang wasama gamu bala sangga taca zi Diga mata la so chati duko bale isang waso amite ne wasap bada hizo chasu khasang waso nyati nang wasama gamu. Dạ. Đấy, các cô đọc trước thì con lên, sau con lên, kế tiếp thì con có thể con cũng tạm tạm. Dạ, giờ con xin xuống với cả con, dạ con kính tri ân đạo tràng ạ. Dạ, con, dạ. Dạ vâng ạ. Dạ, con kính thỉnh sư chư đức lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sang thủ sang thủ sư su khá. Bởi vì trong cái câu Phật ngôn này có chữ su khá sang qua sô, chính nhờ cái chữ su khá này mà sư su khá hôm nay con đã hoàn thành cái câu kệ này ha. Đọc vậy là hay rồi, chia ra làm bốn ha, một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai, mà ở đây á ăn thua cái tông, tức là cái âm điệu không giống như bên cái giọng đọc của kinh. Kinh là trường âm, đoạn âm, có loại này loại kia, còn cái này là chỉ có lên và xuống theo cái âm điệu của nó. Câu đầu lên thì câu sau xuống, đọc một lần hai câu cho nó ăn nào. Như vậy Sư Sú Khá chỉ đọc bốn thôi, mà đọc từng câu, mà nếu đọc mà âm điệu thì câu một, câu hai câu nó liền nhau, câu ba, câu bốn, rồi câu năm, câu sáu, không sao, từ từ rồi nó cũng như ha, cố gắng lên là thành công. Rồi chúng ta còn một câu Phật ngôn nữa, tức là 208 mới đến cái duyên sự. Và cái duyên sự câu Phật ngôn qua cái câu 208 rồi thì chúng ta thấy câu Phật ngôn 206, 207, 208 có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Thì khi mà học câu Phật ngôn 208 xong thì chúng ta sẽ nghe duyên sự luôn. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng trong cuộc sống chúng ta được an vui tăng hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sinh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin quy lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên ban tín chúng hộ trì đến tăng ni và điện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ete nasat chavache nasoti vô hô tu sắp bạch đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Xin mời Sư Hồng Nhật và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt tại đây ạ.
devata abhikantaya rantiya abhikanta vanna kevalaka pande tavanam bhoma sayuvaye na bhagavate nupasangkami upasangkami tuva bhagavantam abhivate tuva ekamantam atasi ekamantam titako sa devata bhagavantam abhivate ajabasi Bahudeva manusa ca mangalani acintayum akankamana sotanam bruhi mangalamuttamam asevana ca balanam panditanam ca sevana puja ca pujaneyanam Tirupade savaso ca pumbe ca katapanyata hanta samma panidhi ca etam mangalam uttamam bahusacchan ca sipan ca vinayo ca susikito subhasita ca yava ca etam mangalam uttamam mata pitu Patanam putta darasa sangaho hana kula cakamanta eta mangala mutta mandanan cadamma cariya janya takanan cangaho hana vanya nikamani eta mangala mutta mandarati virati papa Yamoha Bhamado Jatame Suketam Mangalamutta Mangaravo Janivato Jasantruti Jagatan Yutakale Nadhamma Savanam Etam Mangalamutta Mangkanti Jasova Jasata Samananam Jadasanam Kale Dhamma sakaccha etam mangalam uttamam taho cha brahmacharyam cha ariyasacchana dasanam nirvana sacchikiriya cha etam mangalam uttamam kuttassa lokadamme hi cittam yasanakam pati asokam virajam ke Etam mangalam uttamam etadisani katvana sambhatamaparajita sambhatasurtingacchanti tante sam mangalam uttamanti.